Duy Nguyễn xin chào quý vị các bạn nha. Thì hôm nay Duy Nguyễn cũng vừa về thêm được cái lô đa hợp tiếng guitar. Thì cái hợp tiếng này thì QX 2G. Đó. Thì cục này của hàng này của Gia Băng nha. Có nhìn. Đây. Thì Duy Nguyễn vừa về được 20 cục nữa. Thì cục này cục tiếng cổ nhạc khá là hay, thì nó tiện cho anh em mình đi show chậu nhạc lễ rồi này kia, nó rất là tiện ha. Tiện cho anh em mình đi show chậu đi nhạc lễ rồi này kia rất là tiện. Thì với anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ Duy Nguyễn nha. Đây. Rất là nhiều ha. Thì này thì nó là đây. Hàng này hàng mới 100% nha. Hàng mới 100%. Thì con này là 2G thì nó trang bị cho mình cái con chip nó mạnh hơn con chip 1G. Thì cũng như anh em mình xài iPhone X và iPhone X và iPhone thường vậy thôi. Nó mạnh hơn. Đó. Thì nó thiết kế nó trang bị thêm một cái vedan. Thì cái hàng này là hãng này là nó xuất xứ từ là của Gia Băng nha. Gia Băng. Công ty của Gia Băng nha. Thương hiệu VX2G là Gia Băng ha. Là em nhập hàng của Nhật Việt ha. Cái hàng này của Nhật Việt, em bán cho Nhật Việt. Đó. Thì công ty Nhật Việt. Thì giá này con này là 2 triệu rưỡi. Đó. Thì bao gồm làm tiếng cho cả nhà mình và tặng thêm cục nguồn ha. Bộ tiếng và cục nguồn. Nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ với Nguyễn nha. Rất là nhiều. Đây là sách hướng dẫn nhưng mà cái này thì nói toàn tiếng Nhật không à. Tiếng Nhật với tiếng Anh thì anh em có đọc được thì mình tham khảo thêm. Đây. Thì cũng khá là gọn, khá đẹp ha. Con này thì nó khoảng là hai tấc hay cả nhà, hai tấc. Hai tấc rất là gọn, mình bỏ vô bao đờn nào vừa tầm hai tấc ha. Thì hai nút này để mình chỉnh băng tiếng nè, còn nút này là mình lớn nhỏ nè, hoặc là mình nhắc tiếng lớn nhỏ hoặc nhắc tiếng đó. Nhắc lớn hoặc nhỏ mình nhắc tiếng đó. Thì hàng này hàng mới 100%. Thì con này thì nó có xài pin được, cho nên muốn xài pin đó thì mình tháo bốn ốc này ra, bốn ốc này ra thì nó nằm ở bên dưới này, cái hộp pin là để đây. Đó, cái này là chui nguồn. Đấy, xài nguồn này nguồn 9V ha. Thì hàng này là giá nó là 2 triệu rưỡi nha cả nhà, hàng mới. Thì cái con 2G này giá nó em bán bằng cái con 1G luôn. Dạ thì nó có chương trình khuyến mãi, nó sắp hết khuyến mãi thì nó về cái giá là giá cũ nó tới 3 triệu mấy cả nhà. Đó, anh em có nhu cầu thì ủng hộ Duy Nguyễn nha. Đó, rất là nhiều ha. Thì từ trước giờ em bán không gà là cũng 50-60 cục rồi, anh em ta rất thích chơi này. Đó, thì anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ Duyên nha. Số điện thoại Duyên Nguyễn là 0987994759. Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ qua số đó, Zalo, Facebook. Rồi Duyên Nguyễn cảm ơn quý anh em mình đã theo dõi video nha, và chào xin hẹn gặp lại nha.